Kính thưa quý khán giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình. Buổi tối hôm nay chúng tôi rất là vui và cũng rất là hân hạnh để được trở lại chương trình hội luận này cùng quý khán giả khắp nơi. Cái đề tài tuần này đó thì chúng tôi thấy mình cần thảo luận, đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta nhắc nhau hầu cho những cộng đồng, những cái nơi nào mà có người Việt gọi là tị nạn Việt Cộng, tức là người quốc gia của chúng ta cư ngụ, cái sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta làm cách nào đó là chúng ta hãy tránh xa, hay là chúng ta không cho phép cái bọn thân cộng nó sinh hoạt với chúng ta. Làm sao để chúng ta tránh xa, hay làm sao để chúng ta không cho bọn thân cộng sinh hoạt với chúng ta, thì đây là cái đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận trong buổi tối hôm nay. Và trước khi để có thể nói một cách rốt ráo đó, thì chúng tôi cũng xin nhắc lý do tại sao mà chúng tôi lại đem cái đề tài này ra thảo luận ngày hôm nay, là cái việc nó mới xảy ra đây thôi, tức là ở miền Nam California mới vừa tuần này, tức là trong một cái buổi họp của cộng đồng người Việt, thì một nhân vật mà trước đây chúng tôi cũng đã từng nhắc đến và hầu hết những người trong cộng đều biết, đó là ông Nguyễn Phương Hùng. Ông Nguyễn Phương Hùng nhận mình là ký giả, nhận mình là người quốc gia, nhưng ông đã tổ chức một cái cuộc phỏng vấn, nói chung là ông dọn cổ cho Việt Cộng nó xơi, có nghĩa là ông tạo một cái diễn đàn để cho tức là một cái tên lãnh sự của Việt Cộng đó là có cái dịp để mà gọi là xúc phạm đến người quốc gia của chúng ta. Và ông đã đi vào cái buổi họp cộng đồng, và kết quả là ban tổ chức trong cái buổi họp đó đã mời ông ra khỏi cái phòng họp. Và người đi cùng có một người, nghe đâu là có một người phụ nữ tên là Bùi Kim Thành. Bà Bùi Kim Thành đi cùng với ông Hùng và bà phản đối. Và ban tổ chức đã gọi là nhờ cảnh sát can thiệp, và kết quả là cảnh sát đã đưa người phụ nữ đó ra khỏi phòng họp. Cái điều đó không phải là đáng nói. Cái điều đáng nói đó là bất cứ những người nào mà người ta có bằng chứng là ngồi chung bàn, ăn chung mâm với bọn Việt Cộng, hay là người ta có bằng chứng người đó là làm lợi cho Việt Cộng hay nói có lợi cho Việt Cộng, thì người ta đã gọi là đồng bào chúng ta đã có một cái hành động quyết liệt, đó là không sinh hoạt với cái thành phần đó. Và nói đến cái điều này thì có lẽ là chúng ta cũng nhớ đến cái việc mà hồi tháng 3 2010 năm rồi đó, tức là hơn một năm, ở tại miền Bắc California, tức là ở thành phố San Jose, đã xảy ra một cái vụ mà cũng là nằm trong cái tinh thần, tức là không ngồi chung bàn ăn chung mâm với bọn Việt Cộng hay là bọn thân cộng hay là những tên làm lợi cho Việt Cộng. Đó là trong một cái buổi tiệc của hội luật gia, nếu chúng tôi không lầm thì đó là một cái buổi tiệc tân niên. Lần đó đó thì có một vị luật sư, đó là luật sư Lê Di Sang, là một người quốc gia có cái lập trường chính trị rất là rõ ràng. Tức là khi luật sư Lê Di Sang thấy có vợ chồng của một nhân vật khác có tên là, tức là Nguyễn Hữu Liêm, tức là luật sư Nguyễn Hữu Liêm, một người mà được Việt Cộng gọi là coi như đó là một Việt kiều yêu nước, dĩ nhiên Việt kiều yêu nước trong ngoặc kép, và Nguyễn Hữu Liêm đã từng về Việt Nam theo lời mời của bọn Việt Cộng và đã tham dự cái đại hội Việt kiều. Thì trong dịp đó có nhiều hình ảnh, nhiều bằng chứng cho thấy là Nguyễn Hữu Liêm đã lên diễn đàn hết lời ca ngợi chế độ Cộng sản Việt Nam. Không phải là chỉ có vậy thôi, khi trở ra hải ngoại thì đương sự đã viết bài công khai bỡ đỡ Cộng sản Việt Nam, mà những người gọi là có lòng tự trọng hay là những người chống cộng hay là những cái nạn nhân của Việt Cộng, họ gọi đó là một hành động vô liêm sỉ. Đó là cái chữ nghĩa mà người ta đã nhắc đến Nguyễn Hữu Liêm, đó là một người có cái bằng luật sư tại Hoa Kỳ. Và trong cái dịp đó thì luật sư Lê Duy Sang đã bước lên diễn đàn và ông đã dõng dạc tuyên bố rằng rất tiếc ông phải rời khỏi cái buổi tiệc đó là vì có cái sự hiện diện của Nguyễn Hữu Liêm. Và sau đó thì kết quả là gì? Có lẽ là quý thính giả cũng đã biết, hay là đọc giả mà đọc báo thì đã biết, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ muốn nhắc thôi. Sau cái lời tuyên bố dõng dạc của luật sư Lê Duy Sang thì trong đó thì người ta thấy rằng có một cái nhóm khác, có đó là của tiến sĩ, tức là luật sư Trần An Bài. Nhắc đến luật sư Trần hay là tiến sĩ Trần An Bài thì có lẽ là chúng tôi cũng xin nói thêm, ông nguyên là giảng viên Học viện Cảnh sát Quốc gia trước 30 tháng 4 75. Ông đã đưa ra ý kiến rằng đó là cái người rời khỏi cái phòng họp theo cái buổi tiệc đó phải là Nguyễn Hữu Liêm, chứ không thể nào là những người giống như là luật sư Lê Duy Sang. Có nghĩa rằng, tức là cái buổi tiệc do người quốc gia tổ chức, mà nếu chúng ta thấy có cái người nào mà chúng ta có bằng chứng nói và làm hay là thân cộng thì chúng ta phải gọi là mời họ đi chỗ khác. Và kết quả là ban tổ chức đã mời vợ chồng Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi cái buổi tiệc đó. Và dĩ nhiên ở đây cũng sử dụng luật pháp, cho nên nó là đúng luật, cho nên ban tổ chức đã trả cái tiền, gọi là cái tiền mà vợ chồng Nguyễn Hữu Liêm đã đóng cho cái bữa ăn đó. Đó là một cái số dữ kiện mà chúng tôi
cũng muốn trình bày ra đây để chúng tôi được lên tiếng giới thiệu ông Đoàn Trọng Hiếu, và sau đó thì chúng tôi cũng xin được thảo luận với ông Hiếu. Thưa anh Hiếu, bây giờ thì trân trọng kính mời lên tiếng cùng thính giả của chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu trong những điều mà chúng tôi vừa nêu ra. Dạ vâng, tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả của đài tiếng nước tôi Atlanta, và xin kính chào anh Hùng Anh, và xin chào anh Huỳnh Quốc Bình, xin trở lại với anh Huỳnh Quốc Bình. Dạ, có lẽ là trong lúc chúng tôi trình bày đó, để cho anh Hiếu gọi là, vì anh Hiếu cũng vừa về tới nhà, cũng gọi là để anh có thể theo dõi những cái gì mà chúng tôi trình bày đó, thì có lẽ chúng tôi cũng xin nói thêm cái đề tài chúng ta thảo luận, và chúng tôi đã trình bày một số những cái điểm mà gọi là tích cực mà những người quốc gia của chúng ta gọi là đã có những cái phản ứng đối với những cái thành phần mà chúng ta có bằng chứng là làm lợi cho Việt Cộng, hay là nói như điều có lợi cho Việt Cộng. Thì có lẽ là anh Hiếu cũng biết là những cái việc đó đã xảy ra, và chúng ta đã có những cái bằng chứng và báo chí đã có loan tải. Xin hỏi anh là anh có ý kiến gì về những cái vấn đề đó? Vâng, dạ thưa quý thính giả, thì theo thể lý của tôi thì ngày hôm nay chúng ta đã xa quê hương có những người nhiều nhất là 36 năm, và có những người trung bình như chúng tôi là vào khoảng 20 năm. Và chúng ta xa quê hương trong một cái tình huống rất là đau lòng, là chúng ta đã không giữ được miền Nam của chúng ta, để mà chúng ta mất miền Nam vào tay Cộng sản. Thì ngày hôm nay ở hải ngoại, phòng tuyến chống cộng của chúng ta đang bị bọn Cộng sản ở trong nước dùng cái thế lực tiền bạc của mình để lợi dụng cái đám Việt gian ở ngoài này để mà tấn công chúng ta. Ngõ hầu là chúng ta không rảnh tay, bởi vì chúng ta phải lo chống đỡ với lại Cộng sản tấn công chúng ta ở ngoài này, mà chúng ta không rảnh tay để mà tiếp sức với đồng bào ở trong nước. Làm thế nào để mà lật đổ cái chế độ bạo quyền Cộng sản? Thì thưa quý thính giả, ngày hôm nay ở trong nước, như chúng ta đã thấy trong liên tục trong 5 tuần lễ vừa qua, ở trong nước đồng bào của chúng ta liên tục biểu tình, hết Hà Nội đến Sài Gòn, và liên tục trong 5 tuần lễ vừa qua, người ở Hà Nội luôn luôn biểu tình. Và ngày hôm nay trong ngày Chủ nhật vừa qua, người ở Hà Nội đã nhận rõ ai là kẻ thù, ai là người mà gây ra cái vấn đề mất Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như là mất đất, mất biển. Và ở ngoài này thì thành phần mà thân cộng chúng cũng đang hoạt động một cách ráo riết để làm sao chúng ta ở ngoài này chúng ta lo chống đỡ với lại cái thành phần thân cộng ở ngoài này. Và vì thế cho nên là chúng ta dùng mọi cách, chẳng hạn như những điều anh Huỳnh Quốc Bình vừa nói, tức là nó cho những thành phần mà thân cộng lai vãng trà trộn vào trong các sinh hoạt của người Việt quốc gia của chúng ta. Và chúng tôi phải nói là chúng tôi rất nhiệt liệt hoan nghênh hành động của luật sư Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, đã kiên quyết yêu cầu ông Nguyễn Phương Hồng đi ra khỏi cái buổi sinh hoạt của cộng đồng. Đó là một cái mà hành động mà có thể nói được rằng là làm gương cho tất cả các cộng đồng khác ở trên Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Và kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy là bọn Việt Cộng nó đã dùng nhiều hình thức, như là tổ chức những cái buổi văn nghệ để ngõ hầu làm sao cho người Việt của tị nạn của chúng ta chia rẽ những người đi xem văn nghệ và những người không đi xem văn nghệ. Rồi nó tổ chức những cái gọi là hình thức mà làm cho chúng ta chia rẽ nhau, chẳng hạn như là tấn công nhau ở trên các hệ thống Internet. Mà chúng ta thấy được rằng là cái điều đó là cái điều mà ngày hôm nay Việt Cộng nó đang cố gắng để mà chúng nó làm sao cho người Việt của chúng ta ở ngoài này chia rẽ nhau, người Việt của chúng ta không rảnh tay để mà đối phó với lại bọn Việt Cộng ở trong nước. Cho nên chúng ta thấy được rằng là rất là vô lý khi mà một người liên lạc thường xuyên với Việt Cộng, đi về Việt Nam thường xuyên, ra mắt sách ở Việt Nam, và đã từng trở về Việt Nam để mà tham dự các cái ngày mà chúng gọi là Đại hội Việt Kiều,
Mà không điều gì vô lý hơn là những người này ngày hôm nay lại lên trên một hệ thống phát thanh để mà thảo luận về vấn đề chống cộng. Thì cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn vô lý. Mà cũng không gì vô lý hơn là một người đã từng tiếp xúc với Việt Cộng, một người đã từng hoan nghênh Việt Cộng, lại đi chung với lại những người mà đi biểu tình chống Việt Cộng. Thì cái điều đó cũng là hoàn toàn vô lý. Bởi vì chúng ta không thể nào chúng ta tin được những người mà đã từng tiếp xúc với Việt Cộng, những người đã từng ăn chung mâm, ngồi chung bàn với Việt Cộng, mà ngày hôm nay lại đi cùng với chúng ta để mà biểu tình chống Việt Cộng. Thì cái điều đó chúng ta hoàn toàn không thể tin tưởng ở những người này. Và chúng ta cũng không thể tin tưởng được rằng là những người đã từng viết thơ, những người đã từng gửi thư đến để mà chúc mừng quốc khánh của Tàu Cộng, mà lại cùng với chúng ta đi đến để mà biểu tình chống Tàu Cộng. Thì cái điều đó chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta có thể tin tưởng được những người này. Vì thế cho nên là chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, làm sao để mà để cho những kẻ này trà trộn vào trong hàng ngũ của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy những người này trà trộn vào trong hàng ngũ của chúng ta, nếu mà ở một nơi công cộng chúng ta không đuổi họ đi được thì chúng ta phải tránh xa. Nếu ở trong những cái buổi sinh hoạt của chúng ta mà chúng ta thấy những có những khuôn mặt này mà tham dự trong các buổi sinh hoạt của chúng ta phải mạnh dạn lên tiếng và đuổi những người này ra khỏi cái buổi sinh hoạt của chúng ta, như là cái trường hợp mà cộng đồng Nam Cali vừa làm, cũng như là trước đây tiến sĩ Trần An Bài đã nói đây là buổi sinh hoạt của chúng ta, đây là buổi tiệc của những người quốc gia, chúng ta không chấp nhận những tên cộng sản vào đây hay là những tên thân cộng vào đây và chúng ta mời họ ra, chứ không có lý do gì mà chúng ta phải đi ra. Thì đó là cái mà ngày hôm nay người Việt ở hải ngoại của chúng ta cần phải làm. Chúng ta biết rằng là mất những người đó chúng ta cũng rất là đau. Tuy nhiên rằng là những người đó không thể nào mà ngày hôm nay người ta còn có thể, người ta đứng bên cạnh chúng ta để mà chiến đấu nữa. Vì thế cho nên là cho dù là họ có dùng bất cứ một hình thức nào, chẳng hạn như là một hình thức có thể là mua chuộc các hội đoàn ở trong các tiểu bang. Ví dụ như là một hội đoàn tổ chức một bữa tiệc mừng kỷ niệm của quân binh chủng mình, hay là một bữa tiệc, bất cứ một bữa tiệc gì mà của cộng đồng, người ta có thể bỏ tiền ra để mà mua một, hai bàn. Và như vậy, nếu mà họ đến là vô tình chúng ta đã để cho những người thân cộng vào ngồi chung hàng ngũ với chúng ta. Vì thế chúng ta cho nên là chúng tôi cũng yêu cầu là tất cả các hội đoàn của chúng ta cần phải đề cao cảnh giác với vấn đề này. Chúng ta không thể là vì lý do là người ta bỏ tiền ra để mà người ta ủng hộ mình hai bàn, người ta ủng hộ mình một bàn mà mình để cho họ vào. Cảm ơn anh Hiếu. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Phó Đức Binh và ông Đoàn Trọng Hiếu. Anh em chúng tôi đang nói về cái đề tài là hãy loại trừ hay là hãy tránh xa cái bọn thân cộng. Và làm sao để tránh xa thì đây là cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận. Để đi binh vực cho cái bọn thân cộng hay là cái bọn làm lợi cho Việt Cộng, như vậy thì chúng ta có gọi là thoải mái để sinh hoạt với họ hay không? Dạ thưa, hỏi và có câu trả lời. Dạ thưa không. Ai dễ dãi chúng tôi không biết, nhưng mà Huỳnh Quốc Bình, ai có nói chúng tôi quá khích chúng tôi chịu, nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng Huỳnh Quốc Bình sẽ không ngồi chung bàn hay là ăn chung mâm với Việt Cộng hay là cái bọn thân cộng. Và chúng tôi nói và chúng tôi sẽ làm cái điều đó. Ngoại trừ nếu như trường hợp nào mà chúng tôi không biết, thí dụ nó có dẫn ra một tên mà nó là Việt Cộng mà chúng tôi không biết á, thì không nói chi. Nhưng mà một khi chúng tôi đã có bằng chứng hay là chúng tôi đã nhận dạng là được rồi, là bảo đảm chúng tôi dám cam đoan với quý thính giả rằng đó là chúng tôi nếu không tống cổ nó ra khỏi được cái chỗ đó thì chúng tôi cũng sẽ đứng về chúng tôi đi, chứ chúng tôi không thể nào ngồi chỗ đó. Trở lại cái đề tài chúng ta thảo luận hôm nay đó, là người quốc gia chúng ta có cái diễn đàn, người quốc gia chúng ta tổ chức cái buổi tiệc, mà nếu chúng ta thấy có những tên thân cộng vào, chúng ta có thể gọi là nếu mình xài cái từ tống cổ thì quá nặng, nhưng mà lại mời nó ra. Mà nếu nó không ra thì mình kêu nhà chức trách tới, tức là cảnh sát tới, mình tống cổ nó ra. Lý do là vì sao? Là vì cái buổi tiệc của người quốc gia mà nếu có thành phần thân cộng nó tới, nó bẹo gan chúng ta, tức là nó thách đố cái đám đông.